Hướng dẫn chỉnh chuông, chỉnh giờ, đồng hồ cây, máy điện tử, đơn giản ai cũng có thể làm được. Mời các bác anh chị cùng theo dõi. Đội ngũ Tuấn Thành xin chào tất cả anh chị và các bác. Và trong những video gần đây, chúng tôi nhận được những cái bình luận, những cái câu hỏi thắc mắc của anh chị và các bác, đó chính là hướng dẫn cách chỉnh chuông, chỉnh giờ cho máy điện tử của đồng hồ cây làm sao cho đúng, cho chuẩn. Thì trong video ngày hôm nay, để giải đáp những cái thắc mắc đấy và có một cái video hướng dẫn chi tiết cho các bác anh chị có thể dễ dàng tự điều chỉnh đúng chuông, đúng giờ cho gia đình nhà mình ở ngay tại nhà thôi, mà một cực kỳ là đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Và ngay sau đây thì mời các bác anh chị cùng Thành cùng tìm hiểu về cấu tạo của chiếc máy đồng hồ điện tử này. Đầu tiên để mà có thể chỉnh được nó, chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cấu tạo của cái sản phẩm đồng hồ này. Đối với cái máy điện tử Sunny Hàn Quốc hiện tại bên đồ gỗ Tuấn Thành chúng tôi đang sử dụng, đó chính là nó sẽ có cấu tạo đầu tiên, đó chính là một cái bộ trục máy, trục chính các nhé. Đây, trục chính sẽ gắn trực tiếp vào mặt và sẽ đi kèm đằng trước là những cái kim đấy dùng để quay và chỉnh giờ. Tiếp theo đó chính là phần hộp pin. Hộp này sẽ là hộp pin là có chức năng là điều khiển toàn bộ hoạt động của cái máy này, của cái bộ phận của tất cả các bộ máy này. Và tiếp theo là bộ phận thanh lắc, cái quả thanh lắc này dùng để treo cái thanh đàn ở bên dưới các bác nhá. Và cuối cùng chính là một bộ phận, đó chính là cái loa dùng để phát ra những cái tiếng chuông mà các bác vẫn thường được nghe đấy ạ. Và vâng, thưa anh chị và các bác, thì cái lỗi đầu tiên mà Thành muốn hướng dẫn các bác anh chị chỉnh đó chính là cái lỗi thiếu chuông các bác nhá. Và để chỉnh được cái lỗi thiếu chuông này thì đây, bên cạnh tay Thành đây nó có một cái hộp pin mà Thành đã lấy rời ở ngoài để có thể là dễ dàng chỉ cho các bác anh chị nhìn thấy cho nó dễ dàng. Đây, và Thành sẽ đưa lại gần camera các bác nhá. Ở trên hộp pin thì trên hộp pin nó sẽ có ba cái nút. Nút đầu tiên bên này là nó sẽ là một cái công tắc gạt các bác nhá. Thì nó có ba cái chức năng. Chức năng ở trên cùng thì khi mà các bác gạt lên trên cùng này thì nó sẽ chỉ đánh nhạc thôi mà nó không đánh chuông. Gạt xuống dưới cùng thì nó chỉ đánh chuông mà nó không có đánh nhạc khi mà điểm giờ các bác nhá. Và nút ở giữa thì nó sẽ là sau khi nó đánh đến đúng giờ, chẳng hạn đúng 12 giờ chẳng hạn, thì nó sẽ đánh đủ một bản nhạc và sau đấy sẽ là đánh chuông, gõ lên hồi chuông của cái theo giờ, số giờ đó. Và cái nút tiếp theo ở giữa này chính là cái nút mà để bấm chuông và cũng như là để chúng ta có thể chỉnh chuông được cho cái bộ máy đồng hồ này. Và cái nút tiếp theo đó chính là cái nút vặn điều chỉnh âm lượng các bác nhá. Đây, ngoài này cái nút này có thể xoay tròn được này đấy, xoay theo hướng kim đồng hồ thì nó sẽ để tăng âm lượng lớn lên, và xoay ngược lại thì để giảm âm lượng nhỏ hơn theo cái mức sử dụng của gia đình nhà mình. Và cái lỗi mà xảy ra đó chính là lỗi thiếu chuông, có nghĩa ví dụ như là 5 giờ nhưng mà nó chỉ đánh có 3 tiếng chuông thôi chẳng hạn, thì có nghĩa là nó đang thiếu 2 tiếng đúng không các bác. Thì cái lỗi này nó cực kỳ là đơn giản. Ở trong cái hộp pin ý thì các bác khi mà nó đang đánh thiếu chuông như thế thì thiếu bao nhiêu tiếng thì các bác cộng thêm bấy nhiêu tiếng vào. Là ví dụ như bây giờ đang 5 giờ mà đánh có 3 tiếng thôi thì thiếu 2 tiếng, thì các bác sẽ bấm vào cái nút giữa này 2 lần, có nghĩa là cộng thêm 2 lần vào ấy ạ. Nhưng các bác phải bấm liên tục nhá, 1, 2, đấy, bấm như thế thì nó sẽ cộng thêm 2 tiếng chuông và chúng ta sẽ có là 5 tiếng chuông. Đấy, và khi đấy chúng ta sẽ xử lý được cái lỗi đó, gọi là lỗi bị thiếu chuông đó. Và cái lỗi tiếp theo mà các bác anh chị chúng ta cũng có thể gặp phải nữa, khi đã thiếu rồi thì sẽ có cái lỗi thừa chuông đấy. Và là cái lỗi thừa chuông các bác nhá. Trước tiên thì cái bộ máy điện tử này, bộ máy Sunny Hàn Quốc này, nó đánh nhiều nhất chỉ có thể là có 12 tiếng chuông thôi các bạn, bởi vì là số giờ lớn nhất nó chỉ có là 12 giờ thôi. Và khi đến một vòng này số 12 giờ thì nó sẽ đánh đủ 12 tiếng chuông, và đến 1 giờ thì nó sẽ quay lại, nó sẽ chỉ đánh 1 tiếng chuông chứ không phải đánh 24 tiếng hay là quá hơn 12 tiếng các bác nhá. Ví dụ như trực tiếp cái máy đồng hồ bên cạnh Thành đây thì hiện tại nó đang chỉ là 3:30, nhưng mà lúc nãy ở trên vị trí 3 giờ nó đang đánh 7 tiếng chuông, có nghĩa là nó đang bị thừa 4 tiếng các bác nhá. Có nghĩa là 3 giờ nó, nhưng mà nó lại đánh 7 tiếng chuông, có nghĩa là tiếng chuông của nó hiện tại là đang ở vị trí này. Thì chúng ta cái cách nó đơn giản đó chính là chúng ta sẽ đếm trực tiếp trên cái mặt đồng hồ này các bác ạ. Thì nó đang lúc nãy đang 3 giờ này đánh 7 tiếng chuông này, thì đang chúng ta sẽ đếm từ cái tiếng thứ 8 nhá. 1 này, 2 3 4 5 này, 6 7 8. Đấy, có nghĩa là đếm đến cái số 3, cái số giờ hiện tại, thì có nghĩa là để nó về đúng cái số chuông hiện tại là 3 giờ, chúng ta sẽ phải bấm thêm 8 lần cái nút ở giữa này. 8 lần cái nút ở giữa này, và Thành sẽ bấm trực tiếp cho các bác xem. Vào đây, Thành sẽ bấm trực tiếp cái nút ở giữa các bác nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8. Và ngay sau đây. Này, 2 tiếng này. 3 tiếng này. Đấy vừa rồi chính là nó sẽ reset được về 3 tiếng, nó sẽ chạy lại đúng. Chúng ta vừa cộng đúng và nó sẽ vừa đánh đủ 3 tiếng chuông cho chúng ta. Đấy, nó sẽ về 3 giờ. Đó. Có nghĩa là 3 giờ 3 tiếng chuông. Và một lần nữa,
các bác anh chị có thể, đoạn này nó hơi khó hiểu một chút, thì các bác Thành có thể giải thích nó như thế này. Ví dụ nhá, đây Thành sẽ cho cái đồng hồ nó chạy về đúng chuẩn đi, về 4 giờ nhá, 4 giờ này. Thì ví dụ đang 4 giờ nhưng nó sẽ đánh 5 tiếng. Thì chúng ta sẽ bắt đầu đếm từ cái tiếng thứ 6 này, đếm từ tiếng thứ 6 đến một vòng, lại quay lại đúng cái tiếng, đúng cái giờ hiện tại của nó là số 4 này, là đếm được bao nhiêu điểm thì chúng ta sẽ cộng thêm bấy nhiêu tiếng chuông. Đó có nghĩa là ta sẽ đếm, cứ đếm từ cái điểm tiếp theo của cái tiếng chuông lúc hiện tại đấy, đếm đến cái giờ hiện tại, chúng ta sẽ có cái tiếng chuông đúng với cái số giờ hiện tại của nó. Đấy là một cái cách để các bác có thể điều chỉnh dễ dàng được cái số chuông đúng với cái số giờ hiện tại, theo mong muốn của cái giờ hiện tại của nó. Thưa anh chị và các bác, thì vừa rồi là hai cái lỗi mà thường gặp, đó chính là thiếu chuông và thừa chuông. Thì Thành đã hướng dẫn như thế rồi, các anh chị có thể xem lại video và làm theo. Nếu không được thì hãy liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại ở bên góc trái màn hình, thì chúng tôi có thể hướng dẫn trực tiếp cho các bác anh chị, nó dễ hiểu hơn và dễ làm trực tiếp ở trên cái sản phẩm đồng hồ nhà mình, để nó có thể dễ dàng điều chỉnh được. Và cái lỗi tiếp theo và một cái chút chia sẻ tiếp theo mà Thành muốn hướng dẫn cho các bác, đó là chỉnh giờ. Có nghĩa là cái việc này nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà có thể là có nhiều bác hoặc nhiều chị em có thể là chưa biết cái việc chỉnh giờ này. Thì ở cái đây là một cái trục máy, đây trục máy gắn kim này các bác nhé. Và Thành đã có một cái bộ máy ở ngoài riêng này cho các bác anh chị dễ nhìn này. Thì đối với cái sản phẩm này thì nó sẽ có một, mỗi cái một trục máy như này, đằng sau nó sẽ có một cái nút xoay như thế này các bác nhé. Đây là một cái bánh răng để xoay này. Đó. Và để điều chỉnh giờ thì các bác chỉ cần xoay cái bánh giờ này, bánh răng này theo chiều kim đồng hồ thôi. Đấy. Thì xoay thì cái kim phút này nó sẽ di chuyển và nó sẽ kéo theo kim giờ di chuyển các bác nhé. Các bác có thể xoay ngược hoặc xoay xuôi. Đây. Đó, thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng điều chỉnh được cái giờ nó đến với cái số giờ hiện tại mà chúng ta mong muốn. Đấy là cái cách mà điều chỉnh cái bộ đồng hồ điện tử này. Như thế thôi, các bác anh chị cũng có thể tự mình điều chỉnh được cái giờ và chuông tại nhà cho nó chuẩn xác các bác nhé. Thì vừa rồi là những cái chia sẻ nó nho nhỏ, mong rằng anh chị và các bác có thể sử dụng, mong rằng anh chị và các bác có thể ứng dụng vào để có thể tự điều chỉnh chuông và điều chỉnh giờ cho cái đồng hồ nhà mình nó thật là chuẩn xác. Còn nếu anh chị và các bác có thắc mắc gì thêm nữa thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại, hoặc là để lại comment trên bình luận trên video này, thì chúng tôi có thể là dễ dàng hướng dẫn và giải đáp những cái thắc mắc của anh chị và các bác. Và đến đây thì video của chúng tôi xin tạm dừng và xin hẹn gặp lại anh chị và các bác trong video tiếp theo của Đồ Gỗ Tân Thành. Và nếu các anh chị và các bác hãy để lại những cái thắc mắc thì chúng tôi có thể làm những cái video tiếp theo để giải đáp cho anh chị và các bác. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bác trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.